Kính thưa quý vị khán giả, Christmas lại trở về với chúng ta. Bảo Ngọc xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an bình và hạnh phúc. Và mến chúc các bạn thiếu nhi thân mến những ngày nghỉ mùa đông thật ấm áp với gia đình và bạn nào cũng có những món quà mong ước. Mừng lễ Giáng sinh, Bảo Ngọc xin được tạm ngưng phần phát hình các video dự thi tuần này để mời quý vị và các bạn thưởng thức hai tiết mục văn nghệ trong chương trình Niềm mơ ước mùa Giáng sinh do Little Sài Gòn Foundation và các hội đoàn phối hợp tổ chức vào ngày thứ Bảy, ngày 22 tháng 12 vừa qua tại Westminster Civic Center. Đầu tiên sẽ là màn múa của đoàn văn nghệ Lạc Hồng.